tập lại động tác giới thiệu nha. Ừ. Ok. Chúng tôi là Lai Úc Thắp Sáng Niềm Đam Mê Âm Nhạc. Ủa, phải lắc nữa hả? Ừ. Hai người đang làm gì vậy? Đang múa hay tập thể dục vậy? Ngày mai là ngày audition nên tụi em tập vật lần cuối á. Tôi dám cá với ông luôn. Ngày mai nhóm tụi tôi sẽ là nhóm bùng nổ nhất. Nhóm Lai Úc sẽ là nhóm xịn nhất vòng audition. Nhưng mà Lai Úc là cái gì vậy? Không biết à. Mày. Chúng tôi là Lai Úc Thắp Sáng Niềm Đam Mê Âm Nhạc. Không có gì. Nè. Cái gì vậy? Anh xin lỗi. Thôi thôi đừng có xin lỗi gì. Không có gì hết. Được chưa? Không có gì hết. Thôi mà xin lỗi đi. Đừng có giận anh nữa. Ra. Giận anh hả? Em tính giận anh tới chết mới hết giận đó. Thôi 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 xin lỗi xin lỗi. Được rồi xin lỗi. Được chưa? Xin lỗi được chưa? Nơi công cộng. Giận tới chết á là già xấu lắm á nha. Nơi công cộng mà. Thôi công cộng gì đâu. Đừng có giận anh nữa nha. Chị Tâm Ý, chị Tâm Ý, chị Tâm Ý. Em đói bụng quá. Hay là hai đứa mình đi kiếm gì ăn rồi về nha chị. Quyên nè. Cô nhờ tôi mua ít đồ. Cậu về trước đi nha. Thôi chị. Để em đi với chị. Tôi không sao đâu mà.